tôi là những cái người mà sống dưới chế độ cộng sản từ khi mà lớn lên đến giờ ấy, thì bây giờ nhìn những cái thời đời chúng tôi cảm thấy nó cũng không có tác động gì nó nhiều lắm nữa, là bởi vì nó những cái điều dối trá, những cái điều mà nó đánh đồng khái niệm, là những cái điều ngớ ngẩn nó đã quá nhiều. Nên khi mình nhìn thấy những cái như vậy thì nhiều khi cũng chỉ có suy nghĩ thoáng qua một cái để mỉm cười và thậm chí là cười mỉa mà để bỏ đi mà thôi. Đó là lời tâm sự của một công dân Việt dành cho những tấm bảng khẩu hiệu trưng bày ở đường phố, thứ vốn chẳng xa lạ gì đối với người Việt Nam. Những tấm bảng khẩu hiệu đậm tính chính trị của nhà nước luôn được sản xuất hàng năm với số lượng rất nhiều để được giăng mắt, trưng bày khắp các con đường của thành phố. Rất nhiều cái câu ở trên đường, như những cái ngày vừa qua là cái gọi là đại hội thi đua yêu nước, thì những cái câu gọi là của ông Hồ Chí Minh gọi là thi đua là yêu nước, mà yêu nước thì phải thi đua, và người thi đua nhất là người yêu nước nhất, thì cái câu đó tôi cho là cái câu ngớ ngẩn. Phải hỏi là thi đua cây gì, thi đua đi xài ma túy, rồi thi đua đua xe đến đường người lạng lách đánh võng thì cũng là yêu nước à? Cho nên những cái câu đấy là câu vô vẩn. Rồi là đi dọc đường vào cái miền rừng thì thấy bảo rằng là rừng là vàng, và để chúng ta phải biết bảo vệ và xây dựng thì rừng sẽ trở nên rất quý. Thấy một cái câu rất buồn cười, đã là vàng thì khi nào nó chả quý, mà là phải biết xây dựng và bảo vệ mới trở nên rất quý lắm. Một khi bước chân ra đường, người dân không mấy khó khăn để nhìn thấy những tấm bảng hiệu được gắn thêm hai mỹ từ văn hóa. Nào là nhà văn hóa, cung văn hóa, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, tổ văn hóa, ấp văn hóa, chung cư văn hóa. Có thể nói gần như tất cả những gì liên quan đến đời sống của người dân thì chính quyền đều muốn gắn chúng vào góc độ văn hóa. Nghe cái câu về gia đình văn hóa, rồi tổ văn hóa, rồi là khu phố văn hóa thì nó cũng là một cái vớ vẩn. Cái văn hóa là cái thói quen, là cái nếp sống, là cái suy nghĩ, là cái tư tưởng, là tất cả những cái gì của một cái con người. Không ai nói rằng cái văn hóa của người Tây Nguyên là kém người ở thành phố hoặc là kém người Sài Gòn hoặc người Hà Nội cả. Cái văn hóa là cái đặc trưng riêng của mỗi dân tộc, mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cái đấy. Cho nên là cái mà bảo rằng là gia đình có văn hóa, vậy thì những gia đình khác không có văn hóa. Cái khu phố này cái văn hóa thì khu phố bên kia không văn hóa. Khái niệm văn hóa nhìn chung có thể xem là biểu hiện về tinh thần sâu xa của cộng đồng, như những thói quen, nếp sống, lối hành xử, suy nghĩ. Tuy nhiên, trong những khẩu hiệu mà chúng ta nhìn thấy, việc lạm dụng khái niệm văn hóa và đánh đồng với văn minh cho thấy rõ ràng chính quyền từ địa phương đến trung ương đang cố gắng áp đặt suy nghĩ và sử dụng ngân sách quốc gia để tung hô và phô trương thành tích ảo. Trong khi đó, thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Dạo quanh một con đường ở Sài Gòn, khó có thể đếm được chính xác có bao nhiêu khu phố văn hóa trên con đường ấy. Nhưng thực tế khá thú vị là điểm treo những khẩu hiệu văn hóa này thường cũng là điểm treo những khẩu hiệu tuyên truyền khác, chẳng hạn như phòng chống mại dâm, quyết tâm bài trừ ma túy, ngăn chặn tệ nạn xã hội. Những tấm bảng cấm đái bậy, cấm đổ rác, cấm đậu xe và những dòng chữ nguệch ngoạc thô thiển trên tường vô tư đứng cạnh các khẩu hiệu văn hóa này. Một vài địa điểm, những tấm bảng văn hóa nằm kề những bãi rác lộ thiên. Thậm chí có nơi, rất nhiều kim tiêm đã qua sử dụng của những người nghiện ma túy nằm vương vãi ngay dưới những tấm bảng khu phố văn hóa. Nhưng cái đó là cái mà bọn tôi cho là những cái sự vớ vẩn, chẳng qua là tiêu tốn tiền dân cách vô ích. Cái thứ hai ấy, là bây giờ khắp nơi đều là tổ văn hóa, rồi khu phố văn hóa, rồi gia đình văn hóa, quận văn hóa, tỉnh văn hóa, cả nước văn hóa, những cái văn hóa đang suy đồi nghiêm trọng nhất trong thời kỳ mà cả nước gọi là phát động cái văn hóa nhất. Theo báo Tuổi Trẻ vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải công nhận rằng, mặc dù cả nước có hơn 19 triệu gia đình văn hóa, nhưng tình trạng bạo lực gia đình, đạo đức gia đình và xã hội đang xuống cấp trầm trọng. Tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, các giá trị văn hóa truyền thống gia đình đang dần bị mai một.